Dạ vâng, em Minh Ô Tô xin kính chào tất cả mọi người. Thì đầu xuân năm mới em xin chúc tất cả mọi người một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Một năm mới phát tài phát lộc các bác nhé. Thì hôm nay em bắt đầu đăng video các bác nhé. Đó, thì em bắt đầu khai sân từ ngày hôm qua các bác nhé. Thì hôm nay em bắt đầu đăng video đây các bác nhé. Một mẫu xe được bên em đánh giá cũng rất là đẹp luôn các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn, mở giá đầu năm hôm nay em bán lấy lộc các bác nhé, lấy lộc lấy may nên là một cái giá là cũng rất là hợp lý thôi các nhá, nó cực kỳ hợp lý thôi các bác nhìn đây ạ. Từ phần táp ly cửa đây các bác nhìn đây, xe còn rất là mới luôn các bác nhé, xe đã đẹp lại mới, đó cực kỳ đẹp luôn. Tất cả những phần táp ly ở đây, những phần nhựa ở đây các bác nhìn đây, rất là mới luôn các bác nhá, rất là mới luôn ạ. Các bác nhìn đây, tất cả đây những phần nhựa đây đó, nguyên bản luôn các nhá, các bác nhìn này, rất là mới luôn. Và đây các bác nhìn này, từng chi tiết một này, mới chưa, đó rất là mới luôn. Dạ vâng, em là Minh Ô Tô chuyên mua bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để có thường xuyên xem những cái mẫu xe mới nhất mà bên em cần nhau nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang các nhá. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc luôn các nhá, vận chuyển toàn quốc luôn các nhá. Đó, phí vận chuyển thì các bác thêm phí cho em các bác nhá. Đó. Tất cả các bác ở miền Trung này, miền Tây này, miền Nam này các nhá. Đó, các bác muốn vận chuyển thì là thêm phí 5 triệu cho em các bác nhá. Đó. Còn cái giá bên em đưa ra là bên em bao rút hồ sơ cho các bác nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là BMW nhá. Đó. Được sản xuất năm 2004 và đăng ký lăn bánh năm 2008 các bác nhá. Đó, nhập Đức các nhá. Đó, đây mẫu xe là nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về các nhá. Các bác nhìn đây, xe còn rất đẹp luôn, số tự động các nhá, số tự động luôn. Tất cả những phần táp ly này nó mới này, nó mới đồng đều với nhau hết các nhá. Đó, những phần nhựa đây ạ. Những cái phần nhựa này đây, nó mới cùng nhau hết này. Các bác xem này, mới chưa? Nó mới rất là đều luôn ạ. Từ phần đằng sau đây, các bác nhá. Từ phần đằng sau đây, các bác nhìn đây ạ, phần lỉ rất là đẹp luôn ạ. Rất đẹp luôn. Trang bị luôn cả cửa số lốc đầy đủ hết các nhá. Đó, BMW 520i nhá, đời 2004. Và đăng ký lăn bánh năm 2008 các nhá. Đó, 2008 mới bắt đầu lăn bánh các nhá. Đó. Xe rất đẹp luôn, số tự động nhá, số tự động luôn. Các bác nhìn ạ, từng chi tiết một này, mới chưa? Tất cả tem mác này, đó nhập Đức các bác nhá, nhập Đức nguyên trước luôn. Đó, rất là hiện đại luôn các nhá. Đó, rất là hiện đại và form cực kỳ đẹp luôn. Đó, đây các bác nhìn này, tổng bộ gương kính chỉnh điện đây nhá, đầy đủ hết này. Đó, đầy đủ hết. Các bác nhìn này, mới chưa? Mới đồng đều như nhau hết các bác nhá. Mới đồng đều như nhau hết này. Đúng không ạ? Rất là mới luôn. Đó, 2004 lăn bánh 2008 nhá. Đó, 2008 bắt đầu lăn bánh. Đó, về cái chất lượng thì bây giờ được sử dụng bác là những cái mẫu xe phổ thông giá tầm khoảng 5-600 triệu thì không thể lại được với xe này rồi. Các bác nhá, thứ nhất về cái option hiện đại, thứ hai về cái độ chắc chắn. Đó, đi rất là sướng luôn. Đó, thì không thể bằng cái mẫu xe này được các nhá, em đảm bảo luôn. Các bác xem đây, rất là hiện đại luôn. Đó, ngập tràn công nghệ luôn, đèn này các bác nhìn này. Đó. Đầy đủ hết này, từ hệ thống đèn này. Vô lăng đây các bác nhìn đây. Vô lăng các bác nhìn này, nó rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, túi khí thì quanh xe các bác nhá, rất là nhiều túi khí luôn các bác nhìn này. Rất nhiều túi khí luôn. Đó, được trang bị gần 10 túi khí nhá, gần 10 túi khí luôn. Đó, vòng quanh xe luôn. Đó. 8 túi khí an toàn các bác nhá. Quá hiện đại luôn các bạn. Từ phần táp lô này. Đó, xe đẹp lắm các bạn. Toàn bộ đây. Tất cả là điều hòa tự động luôn, điều hòa auto nhá. Các bạn nhìn này ạ. Rất mới luôn. Các bạn nhá. Cửa sổ lốc đầy đủ hết này. Tì để tay đây các bạn nhìn này. Đó. Rất đẹp luôn các bạn nhá. Các bác nhìn đi, từng chi tiết một luôn các bác nhé. Để đồ đây không nhá, cốp để đồ đây. Đó. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết cho các bác là xe không đụng, không ngập nước các nhá. Đó, về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe nào nó thực sự đẹp các nhá, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào nhá. Đó, tất cả xe bán ra thì
đều có cam kết cho các bác hết, nên là các bác yên tâm nhá. Các bác xem đây, rất là mới luôn này. Đó, rất là mới luôn ạ, cực kỳ mới luôn các bác nhá. Hai ghế trước các bác nhá là chỉnh điện đa hướng luôn đấy nhá. Đó, các bác nhìn đi. Đó, mới đồng đều như nhau hết các bác nhá. Mới đồng đều như nhau hết ạ. Các bác nhìn đây, mới chưa ạ? Quá mới luôn các bác ạ. Đó, mà giá bên em đưa ra một cái giá là cũng rất là hợp lý luôn các bác nhá, cực kỳ rẻ luôn các bác nhá. Chỉ có 275 triệu nhá, 275 triệu cho mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức về các bác nhá. Quá đẹp luôn, rất đẳng cấp luôn các bác nhá. Các bác nhìn đây, mới chưa? Máy lổ cực êm luôn các bác nhá, keo chỉ là zin cả xe luôn các bạn. Keo chỉ đây, keo chỉ là zin cả xe luôn. Đó, không mất một phân keo chỉ nào nhá. Điều hòa tự động, chốt cửa tự động, số tự động, vô lăng tích hợp bàn phím các bác nhá, có cả chế độ ra lệnh giọng nói các bác nhá, đầy đủ hết các bác nhá. Đó, hai ghế trước là chỉnh điện đa hướng các bác nhá. Nói chung là quá xịn sò luôn. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho các bác xem nhé. Dạ vâng, em mời các bác cùng em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của mẫu xe đẳng cấp các nhá. Đó, các bác nhìn đây, form dáng đến bây giờ đấy nhá, đến thời điểm hiện tại bây giờ đây các bác nhá. Đó, chưa bị lỗi thời một tí nào đúng không ạ? Đó, form rất là hiện đại luôn. Có những cái mẫu xe phổ thông giá tầm 500-600 triệu thì không thể lại được với cái mẫu xe được các nhá. Đó, thứ nhất là cái form dáng đây, cái mẫu xe, nó cái dòng xe này các bác, thực sự các bác là một cái hãng xe luôn luôn đi trước thời đại rồi nhá. Đó, về cái chức năng hiện đại và cái form dáng cũng đi trước thời đại rồi. Đến cái form dáng đây, về cái dòng xe này các bác đi không biết đến bao giờ mấy cái form dáng nó mới bị lỗi thời nhá, còn lâu đúng không ạ? Form dáng quá đẹp luôn đúng không ạ? Đi rất là êm nhá, cách âm rất là tốt, cả tại vì sao thân vỏ của dòng này nó rất là dày nhá. Có cách âm tốt, đi đầm đi chắc, rất là nhiều chức năng an toàn luôn. Phải nói là một mẫu xe được trang bị ngập tràn công nghệ luôn rồi nhá. Quá nhiều chức năng hiện đại luôn. Túi khí khoanh xe nhá, phanh ABS 4 bánh đầy đủ hết các nhá. Đó, cảm biến xung quanh xe luôn. Form dáng là thực sự bác nhìn mê luôn đúng không ạ? Quá đẹp luôn ạ, đẳng cấp cao nhá, đẳng cấp luôn. Chỉ có 275 triệu nhá, vậy bác nào quan tâm có thể liên hệ trực tiếp trên số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Càng nhìn càng mê đúng không ạ? Các bác nhìn một mẫu xe thực sự bác là đã nhìn cái vẻ đẹp, cái form dáng bên ngoài các bác đã thấy mê rồi đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Các bác nhìn đây, chìa khóa đây. Các bác nhìn đây, chỉ cần ấn nút thôi. Tự lên luôn các nhá, cốp đằng sau. Đó, rất là xịn sò, rất là hay, đẳng cấp các nhá. Các bác nhìn đây, mới chưa? Có mới không ạ? Tem mác nguyên bản hết này, các bác nhìn này. Phải nói là chủ xe trước đây họ rất là giữ xe nhá, rất là giữ xe. Đó, lên này mới giữ được cái mẫu xe nó đẹp như này để mà cùng đời. Mẫu xe nào nó còn mới đẹp như này thực sự bác là cũng rất là hiếm luôn. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn những cái mẫu xe là nó thực sự đẹp nhá. Thực sự đẹp. Và không lỗi, bên em mới nhập vào nhá. Khoang để đồ đây. Đó, bên trên này đây. Đây em tháo ra cho bác xem này. Đó. Đây, có nhìn này. Đẹp chưa? Mới chưa? Quá mới luôn ạ. Đúng không ạ? Đây. Khoang này đồ rất là rộng rãi và sạch sẽ luôn các nhá. Các bác nhìn đây, các bác nhìn phần tôn này, đẹp chưa? À, tôn này nó còn sáng đẹp thế này cơ mà, các bác nhìn này. Quá đẹp luôn, đẳng cấp mà các bác nhá. Bên dưới đây, lốp dự phòng này, phần xốp đầy đủ hết này, các bác nhìn này, đẹp chưa này? Những cái phần này sơn zin hết này, đẹp chưa? Có xốp nguyên bản, vòng quanh xe còn nguyên bản luôn, các bác nhá, chưa bị mất một cái gì luôn các nhá. Đó, quá đẹp luôn. Nói chung là về cái chất lượng xe thì quá ok rồi nhá. Sau đây em sẽ lổ phần khoang máy động cơ cho các bác xem nhá. Và đây ạ, máy lổ thì miễn trêu nhá. Đó, máy lổ thì miễn trêu rồi các bạn, máy lổ rất là êm luôn. Và đây, để em mở cốp mở đồ đây. À, em mở capo lên. Và phần ghế điện đây, em cho bác xem phần ghế điện này, ngả này. Đó, hiện đại chưa, chỉnh điện các nhá, lên này.
cao này, các ông nhìn chưa, quá hiện đại luôn, lên này, được chưa? Hai ghế trước chỉnh đa hướng luôn các nhá, thực sự quá là quá đẳng cấp. Sau đây em mời các em xem phần không máy động cơ nhá, máy lổ thì miễn chê rồi các bạn, đó máy lổ miễn chê luôn. Đây do một tay đang cầm điện thoại nhá, một tay mở capo nó rất là khó, các bác chờ em tí nhá. Đây, để em lấy tay em mở ra. Tại vì dòng này phải đa số dùng hai tay mở nhá, thì là một tay mở nó rất là khó. Đây các bác chờ em tí, em để máy ở đây nhé. Được rồi các bác nhé, đây ạ. Máy lổ thì miễn chê các bác. Đó, máy lổ thì miễn chê luôn các bác ơi. Máy nó lổ quá là êm luôn. Phải nói là ghi nhận một mẫu xe máy thực sự bác quá êm luôn về chất lượng các bác nhá. Êm chưa? Đi bao phê cho các bác luôn nhá các bác nhá. Đi bao phê luôn. Đó, cái dòng này capo thì đa số phải lấy hai tay mở nhá. Đó. Nó không như các dòng khác các bác nhá. Dạ vâng, đó là tổng thanh xe BMW các bác nhá. Một lần nữa em Mini Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhá. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.